Nguyên, con coi cuối tuần này con có bận học gì không? Con hả ông? Ừ. Dạ không. Ừ, tại vì ông tính tổ chức đi du lịch. Dạ không. Trời, ba đi hết nguyên nhà mình luôn hả? Đàn ông đi với nhau thôi. Đôi khi người ta phải dành cái không gian riêng cho đàn ông con à. Ba này kỳ ghê á. Bữa nay có cái màn mà trọng nam khinh nữ nữa. Bà nói phải đó, em đừng có buồn. Lâu lâu phải để cánh đàn ông tụi anh tâm sự riêng tư chứ. Lần sau đi cho em đi ha. Mẹ. Ngọc, con cũng ở nhà. Ủa, sao kỳ vậy ba? Chồng con cũng là đàn ông mà. Con đàn ông thiệt á. Ai nói nó là đàn ông à đó. Nhưng mà đi lần này là đi chỉ có những người mang họ Đỗ đi thôi, hiểu không? Nói như ba hả? Thằng Trạng Nguyên nó cũng họ Đỗ đâu. Nó là họ Phan mà. Phan Đỗ Trạng Nguyên? Thì có cái chữ Đỗ trong đó là nó được đi. Nói vậy cũng được. Ông, cho ba con đi luôn đi ông. Đâu phải là tự nhiên rồi ông không cho ba con đi. Nhưng mà con thấy đó, lần nào đi á, ba con cũng không gây chuyện lớn, không gây chuyện nhỏ. Phiền lắm con. Ba, ai mà không phạm sai lầm chứ. Quan trọng là bây giờ người ta sửa sai rồi. Ba cho chồng con đi đi. Đúng rồi ông. Con hứa sửa sai mà. Rồi, cho đi. Dạ, cảm ơn ba nhiều lắm. À ba ơi, mình có chỗ ở chưa ba? Nếu chưa, con có thằng bạn nó có cái biệt thự ở trên đó rộng lớn lắm ba. Mình ở đó một đêm cũng được, đầy đủ tiện nghi lắm. Ủa, vậy thì tốt quá con. Ủa, sao cái đường này nó vắng dữ vậy trời? Phải đường này không ta? Mọi người ơi. Mọi người ơi. Gì vậy, chưa có tới. Hình như con chạy lộn đường rồi. Làm sao? Hồi nãy á, cái thằng Định Dị vậy nè, nó nói còn 1 km nữa là tới Managui. Con chạy gần 15 km luôn mà chưa thấy tới nữa. Cái một chút nữa nó nói là còn 20 km nữa tới Managui. Con chạy một hồi cũng chưa thấy tới luôn. Bà thấy nó ăn nói lật lọng ghê chưa? Lật lọng cái gì mày? Con nói sao? Con có biết đâu. Dạ không phải đâu. Tại vì cái định vị trên xe của con nó bị hư á. Hả? Trời ơi, Ngọc ơi Ngọc. Tại sao ba giao cho con cái chuyện gì con làm cũng không xong vậy Ngọc? Đâu phải lỗi của con đâu ba. Định vị nó kêu làm sao con chạy vậy, con đâu dám cãi nữa. Ai biết nó bị hư đâu. Nó đổ thừa nữa. Chết rồi. Anh đi hút 65 km rồi. Trời đất. 65 cây lận luôn hả? Dạ. Bây giờ sao? Bây giờ anh phải què lại chứ sao? Bây giờ phải vòng lại luôn hả? Thì quạch lại chứ sao? Hỏi hoài. Dạ con biết rồi. Trời ơi, cái đường thấy ghê quá. Lỡ mà gặp ăn cướp chứ con xỉu á. Cái này là có biệt thự hả con? Bạn con nó đưa coi bản vẽ là biệt thự mà. Chắc nó hết tiền nó tém xuống còn nhiêu đây. Cái này nó nhỏ hơn cái lỗ mũi đó con. Nhưng nó vẫn bự hơn cái lỗ mũi của ba mà. Thôi mình vô đi. Dạ. Đi vô. Sắp được không? Được. Nhà bạn con xây kiên cố quá bà ha. Ngọc. Dạ. Giường đâu? Con đâu có biết. Rồi tối ngủ sao? Chắc ngủ dưới sàn á. Rồi bếp đâu? Nhà của bạn con phải của con đâu, ba hỏi hoài sao không trả lời. Trời ơi trời. Dạ thôi đi ba. Chắc là tối nay trời sẽ lạnh dữ lắm á. Bây giờ để con với Nguyên ra ngoài kiếm củi tối nay mình nhóm. Mày nói hay quá. Mày đem củi về đây rồi mày nhúm ở đâu? Rồi mày đốt ở đâu? Nè nhúm đây nè ba. Mày không sợ mày đốt đi rồi cháy nguyên cái nhà đông người ta hả? Ba yên tâm đi. Lỗi này của con gây ra. Cho nên tối nay mọi người cứ ngủ thật là ngon. Con có nhiệm vụ sẽ canh. Bây giờ tao không tin được cái gì. Không tin, tao bóp cổ mày kìa. Ba bình tĩnh đi ba. Ba bình tĩnh đi. Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi. Thôi bây giờ con với Nguyên cứ đi kiếm củi đi. Rồi tối đây mình tính tiếp. Đi. Dạ. Anh ở nhà dọn đồ ra đi nha. Đi cái đồ là cái sức băng keng ở trong người. Mấy đứa ơi, chờ anh đi kiếm củi với. Tụi con về rồi ba.
Ừ, quá trời củi luôn. Rồi mới thấy mày giỏi đó. Rồi coi 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 nhúm lửa rồi nướng thịt, đói bụng quá rồi. Dạ. Hột quẹt đâu ba? Ba mày có hút thuốc đâu mà có hột quẹt. Nguyên. Dạ. Quẹt đâu? Sao mà hỏi con? Là hột quẹt mày đâu? Con đâu có hút thuốc đâu có hột quẹt. Rồi giờ sao? Sao gì ba? Không có hột quẹt làm sao mà nhúng lửa để mà nấu nướng thịt mà ăn hả? Không lẽ là tối nay là mấy cha con là coi như là ăn thịt sống hết hả? Dạ hình như con có hột quẹt nè. Cậu ba lúc nào cũng chu đáo hết. Dạ. Ủa cậu, cậu đâu có hút thuốc sao mà có hột quẹt hay cậu? Thì cậu luôn mang theo lúc cần thì có chứ. Cậu ba đúng là người đàn ông hoàn hảo. Ủa sao không có đây vậy ta? Hình như em để ngoài xe rồi. Để ngoài xe hả? Dạ. Mày ra lấy lẹ lên. Con lấy hả? Nhanh. Em để cái hộp cửa phụ á nha. Ờ à, biết rồi. Lẹ lên. Dạ. Trời, cái thằng này nó ngủ ngoài xe luôn hả? Làm cái gì cũng chậm đục. Nghe. Mày ngủ mấy giấc ở ngoài đó rồi? Quẹt đâu? Chụm cực mũi, ngồi lên. Sao con đứng đó? Ui mệt mày quá. Thiệt tình. Ủa tao có đuôi không ta? Dạ ba không có đuôi đâu. Này rồi sao quẹt? Đúng rồi đâu quẹt được đâu. Sao mày đưa tao? Còn đâu dám đưa tại ba giật mà. Trời ơi. Sao kỳ anh? Em nhớ không quẹt của em là nó còn nguyên mà sao giờ đó? Tại hồi nãy ba hối quá cho nên ra ngoài đó anh lấy cái gấp rút quá là vụt tay rớt đất bùm bể vậy luôn. Tại ba hối quá mà. Trời ơi trời ơi nó còn đổ thừa cho tôi nó. Bình tĩnh đi ba, bình tĩnh đi ba. Vậy tao hỏi mày. Ba bình tĩnh đi ba, không sao đâu. Không sao cái gì. Vậy tao hỏi mày tối nay ăn lấy cái gì nướng thịt? Ăn sống hả? Ăn sống hết mày không? Ba ơi, con có cách rồi, đợi con chút. Mày làm gì vậy? Con đang nẹt lửa. Nẹt lửa? Trời ơi trời. Trời muốn khóc với thằng này quá. Tối nay mày ăn hết cái đống bên này nghe chưa? Nó còn quẹt nữa kìa. Tôi muốn thành sĩ cái đó là. Ba, hãy cho ảnh ăn đi ba. Chứ cả đêm đói sao chịu nổi ba? Không. Tại ai? Đổ tại nó không? Tôi nói là đi với nó là bất an mà không chịu nghe. Nó bây giờ mai á, mai là không cho nó ăn hết cái đám thịt sống này á. Không có du lịch gì hết. Đi về. Ba, suy nghĩ lại đi ba. Bây giờ mình về cũng ngồi xe nguyên đêm. Hay là bây giờ mình ở lại đi, ngủ một đêm, sáng mai coi bình minh ba. Đúng rồi đó ba. À, con coi trên mạng á, bình minh ở đây đẹp lắm. Mình ráng mình gọi là mình ngắm bình minh nha ba. Ngắm bình minh? Tối nay, bây giờ một ông già 60 mấy tuổi bây giờ ngủ sao? Xương cốt nó rệu rã, ngủ đây, ngủ đâu, ngủ sao? Ba yên tâm đi, con quên. Con có đem theo cái niệm hơi để ngoài xe á. Sáng giờ mới thấy được một chuyện á. Vậy anh ta lấy liền đi, để cho ba tối nay ngủ đây, sáng mình ngủ bình minh. Ba đợi con chút nha. Con đi ra ngoài đi vệ sinh luôn. Ờ. Dạ. Ba ơi. Gì con? Ba ăn đi. Ừ.
Được. Cái đồ bộ ông đâu? Ủa ba không có đem theo hả? Thích. Không có đi chơi nữa. Về Sài Gòn. Trời ơi ba ơi, xấu bằng sao á. Số phận đã an bài, xin con hiểu cho. Mọi người đợi con chút nha. Nó làm gì vậy? Hả? Dạ con cũng không biết nữa ba. Đi đâu vậy? Dạ con mua hộp quẹt. Chị, cái hộp quẹt trên xe mình bị con làm bể rồi, bây giờ con mua bù vô. Như cậu ba nói á, mua để dành, lúc cần có cái thì xài. Trời ơi trời ơi trời, bây giờ mua thì làm được cái gì? Thôi trời ơi, ông cho tôi về nhà bao lên với ông ơi. Dạ. Tới rồi hả? Bà ơi. Chết rồi bà ơi. Gì nữa? Xe hết xăng. Trời ơi. Ngọc ơi Ngọc, ba đã dặn con là đi chơi xa là xăng phải đổ đầy bình mà. Dạ con xin lỗi. Vì giờ để con chạy đi kiếm cây xăng mua sạch nha ba. Còn cái gì nữa? Dạ. Để em đi với anh. Cho con đi với. Không. Nó đi một mình. Dạ để con đi một mình. Hồi nãy lúc mà chạy ngang á, con có thấy có cây xăng dưới á. Để con đi bộ tới đó, con mua xăng đỡ cho ba cũng cần lắm. Mọi người ở đây đợi con nha. Thôi để em đi với anh. Không. Cấm à. Lỗi này nó gây ra là nó phải tự giải quyết. Dạ con biết rồi, thì để con đi một mình. Thôi mọi người cứ đây đi, để em đi một mình. Ba đợi con nha, con đi về liền nhanh lắm. Trời lạnh lắm, cẩn thận nhanh hai. Trời ơi, cái thằng này nó ngủ ở đâu mà sao nó đi lâu quá vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Ơi, ba con về rồi. Ủa, anh rể. Anh có sao không anh? Anh không sao. Anh mua được xăng này hả? Anh hay quá vậy. Rồi. Ủa? Hả? Anh không mượn cái phễu hả? Sao mình đổ? Chết, anh quên rồi, giờ sao? Được rồi, để em tính cho. Ừ, tính giùm anh đi, giờ anh tính hết nổi rồi. Ủa? Hả? Anh mua dầu hả? Cái gì? Xe mình chạy xăng mà. Dầu hả? Sao kỳ vậy? Rõ ràng anh kêu cái ông bán xăng đó, ông đổ xăng mà sao ông đổ dầu ta? Chết rồi. Cái gì đó? Ba ơi, chết nữa rồi. Cái gì chết? Con mua lộn dầu rồi. Anh ơi. Có chuyện gì không anh? Ở đây mình có cái bán cái can không 20 lít không? Có. Lấy tôi một cái nha. Ở đây xíu nha. Ừ. Quên nữa, sẵn đổ tôi 20 lít xăng luôn nha. Ừ, ba nghe là Nguyên. Anh ơi, xăng hay dầu vậy anh? Dầu hả? Dầu hả anh? Ờ. Anh ơi, anh điện thoại đang ngoài giùm em cái anh. Tôi quên, xin lỗi. Chào ba chút, Chai dầu gió hả? Ba để trong cái ba lô của ba bên ngăn bên phải á, con lấy đưa ngoại đi. Ừ vậy thôi nha. Ừ. Trời ơi, ông lấy gì tao giết mẹ đây. Tại sao vậy? Mình bình tĩnh đi ba. Rõ ràng là con kêu cái ông bán xăng á, ông đổ xăng. Không biết ông nghe làm sao cái ông đổ dầu cho con à. Bây giờ trời ơi, giữa rừng rớt tao nước đầy á. Bây giờ ba đứng đợi nha. Để con chạy lại, con đổi lại xăng cho ba nha. Là bớt lẹ lên. Dạ. Để em đi với anh, cho nhanh. Không. Để nó đi một mình. Dạ con đi. Thôi để đi một mình. Mọi người đợi con nha. Cẩn thận nha anh rể. Anh biết rồi. Trời
Trời gì mà lạnh dữ vậy trời ơi. Trời ơi, nó đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nữa. Ủa ngoại ơi, có Bình Minh rồi ngoại. Thằng này, bây giờ mới 2 giờ sáng mà Bình Minh cái gì? Nghe cậu. Ủa? Mày làm cái gì mà mày đi giờ này chứ gì? Mày ngủ luôn ở đâu hả? Bà ơi, lần này con nghe quả lớn lắm bà ơi. Quả lớn lắm luôn á. Cái gì? Ba. Cái gì? Ba coi giùm con cái này đi. Cái đó là cái gì? Ba biết cầu thủ bóng rổ Nguyễn Tuấn Tú không ba? Mấy cái người đó làm sao ba biết được? Cậu này nổi tiếng mà tốt bụng lắm á ba. Cứ mỗi trận mà cậu ta tham gia thì cậu ta đều trích tiền ra để ủng hộ cho bệnh nhi bị ung thư á ba. Trên đời có người tốt vậy hả? Dạ bởi vậy con mới nói. Ba, hay là mình làm giống như cậu cầu thủ rồi đi ba. Cứ mỗi trận mà anh ta tham gia cái mình ủng hộ 1 triệu để mà mình giúp đỡ bệnh nhi ung thư á ba. Một trận 1 triệu. Dạ, cái này coi như là mình vừa làm từ thiện nè, rồi mình vừa là nâng cái tên tuổi công ty mình lên nữa. Một công đôi ba chuyện luôn á ba. Hết cái giải đó có bao nhiêu trận? Dạ, không có nhiều đâu ba, chừng 30 trận à. 30 trận, 30 triệu, rồi để trên ba cho ba. Cái người đại diện người ta đang đứng ở ngoài hay là bây giờ ba ký liền giùm con nha, để con đưa người ta luôn. Gấp vậy hả? Dạ. Dạ ba. Dạ ba. Ở đâu? Dạ ba ký đây giùm con. Mà uống trà cái miệng cũng đẹp nữa. Ông này, ông thiệt là khéo nói à. À mà nè, ông có thường xuyên đi kiểm tra tầm soát ung thư không vậy? Ừ thì cũng muốn lắm nhưng mà bề bộn công việc quá, không có đi được. Như vậy là không được đâu. Tôi nghe người ta nói đó, hơn 90% bệnh nhân ung thư đó đã được chữa khỏi nếu như mà ở giai đoạn đầu đó. Vì vậy ông phải thường xuyên đi kiểm tra nghe chưa? Phải đi chứ. Liệu của tôi nói là tôi phải đi khám chứ. Ủa mà nè, ông đang tài trợ cho chương trình gì vậy? Chẳng là coi mấy cái chương trình á, mấy đứa nhỏ mà nó bị ung thư đó, nhìn thấy tội nghiệp quá thì cũng muốn quyên góp một ít để mà giúp đỡ cho tụi nhóc. Trên đời này có biết bao nhiêu người giàu có, nhưng họ chỉ biết hưởng thụ, đâu có biết chia sẻ cho người khác. Nhưng ông thì khác, đúng là người vừa có tình và có nghĩa, thật là đáng ngưỡng mộ. Ôi, có cái gì đâu, chuyện nhỏ xíu mà. Không có nhỏ đâu, mỗi điểm tới 1 triệu lận đó. Cái gì mỗi điểm 1 triệu? À, đây nè. Đâu đưa tôi coi. Ông coi đi. 1 triệu 1 điểm. Nè, ông Tài, ông sao vậy? Không sao, không sao hết. Thằng này đúng là một kẻ phá hoại mà. Thằng kia. Dậy. Mày coi đi. Có chuyện gì vậy ba? Mỗi 1 điểm là 1 triệu nha con. Cái gì 1 triệu? Coi đi. Sao lại như vậy được? Con nhớ con coi kỹ lắm rồi mà. Bà đã nói rồi, là để cho bà coi lại không chịu nghe. Ủa sao lại như vậy được ta? Trời ơi, giờ nó còn sao chứ trăng. Con nên nhớ rồi, 1 trái vô là 2 điểm, thấy không? Mà vô 1 trái tức là 2 triệu. Thử hỏi 1 trận nó vô bao nhiêu trái thì bao nhiêu triệu. Nhưng mà ném phạt đền chỉ có 1 điểm thôi mà. Trời ơi, mày còn trả treo nữa hả? Nhưng mà dù gì đây cũng là việc tốt mà. Tao biết con khỉ, con có bỏ tiền ra không? Thì có tiền của ba là được rồi. Đây là phòng của con mà.
Ủa ai cũng vậy, tao nói mày ra ngoài. Vậy con qua phòng ba con ngồi đỡ nha. Dạ con đi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Gì vậy, có chuyện gì, sao biết ba ở đây? Bà có tin vui, bà ơi. Sao? Cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú đã bị chấn thương cổ tay trong lúc luyện tập, có khả năng sẽ không thi đấu những trận đấu còn lại. Trường hợp xấu nhất có thể dưỡng thương cho đến cuối mùa giải luôn. Vậy là bà yên tâm rồi ha. Mình chỉ thỏa thuận trong hợp đồng là khi nào có cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú thi đấu thì mình mới bỏ tiền ra thôi. Còn bây giờ anh ta không có thi đấu nữa là mình không bỏ tiền, yên tâm nha ba. Vậy là tốt rồi. Dạ, sẵn đây con cũng xin lỗi ba luôn. Cũng tại con sơ ý, con hồ đồ hấp tấp quá, không có đọc hợp đồng kỹ mà nó đưa cho ba ký. Ba biết không, con có dự định là xin ba cho con nghỉ việc luôn đó. Nhưng mà cũng may mọi chuyện rắc rối đó được gỡ ra hết rồi. May quá, con xin lỗi ba. Mai mốt con hứa kể từ đây con sẽ làm việc cẩn thận hơn nha ba. Tốt, cho nên mình làm gì cũng vậy cũng phải kỹ lưỡng hả con ha. Dạ. Chứ là ba đang tính rồi cho con thôi việc đó. Tính thôi. Dạ. Đúng rồi, nó bụng quá à. Ăn gì cũng ngon ha. Ăn mà vừa nói chuyện bê bối dính luôn kìa. Gì vậy? Cái gì vậy? Đấy hả? Nguyễn Tuấn Tú đã trở lại. Ủa sao mày nói là nó nghĩ nó đâu có trở lại? Ủa sao nó nghĩ tới hết mùa giải mà không lẽ bình phục chấn thương rồi sao? Mày coi mấy giờ quánh? Dạ 2 giờ. Còn quánh. Mở tivi liền, máu lên. Hiệp 1 vừa kết thúc. Theo anh có điều gì đáng chú ý ở hiệp 2? Theo như tôi thấy, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú. Tuy rằng anh đã hồi phục được chấn thương, nhưng khả năng ra sân của anh ấy còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ là dấu chấm hỏi thôi, khả năng ra sân không có cao, bà yên tâm đi. Chúng tôi vừa nhận được một tin vui, cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú ra sân ở hiệp 2. Nó ra rồi kìa. Ba bình tĩnh đi. Cho dù có ra sân thì khả năng mà ghi bàn cũng không có cao đâu, chấn thương chưa có bình phục hẳn mà ba. Nhưng mà lỡ nó ghi bàn thì sao? Dạ vậy thôi tắt đi. Mày mở lên. Trời ơi, tin được không? Chị vừa mới vào sân, anh Nguyễn Tú đã ghi được 3 điểm. Ba chịu. Anh có sao không vậy? Tôi không sao đâu. Hình như tôi thấy anh là chưa bao giờ làm việc nặng thì phải. Thôi, anh nghỉ đi, anh đi tìm công việc khác mà anh làm. Không sao đâu. Tôi làm được mà. Tôi phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Yên tâm đi, tôi làm được. Anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, làm gì mặt anh dính gì dơ vậy? Anh không sao đâu. Ba ngủ rồi em? Ba trong phòng á. Sợ vô không gõ cửa. Còn gửi bà. Tiền gì vậy? Hả? Con đã hứa với ba, con sẽ chịu trách nhiệm về số tiền tài trợ. Đây là tất cả số tiền mà ngày hôm nay con kiếm được. Tuy là nó không nhiều, nhưng con tự tin trong một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ kiếm đủ để trả lại cho ba. Xin ba hãy nhận lấy. Trời, 300 ngàn. 300 ngàn mà ăn thua gì? Con có biết hôm nay cầu thủ Nguyễn Tấn Tú nó ghi bao nhiêu điểm không? Theo suy đoán của con thì anh ta ghi không được bao nhiêu điểm đâu. Không bao nhiêu điểm, chỉ có hiệp 2 thôi, nó ghi 27 điểm. 27 hả ba? Đó mới nữa hả con? Mới có một hiệp mà 27 điểm. Thì hỏi suốt mùa giải ghi bao nhiêu điểm, biết bao nhiêu tiền.
Sao mày không nói gì vậy hả? Không nói gì hết vậy? Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Làm gì nữa? Lấy cái gì? Đi ra ngoài. Trời ơi. Ủa, có chuyện gì hả anh? Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra, con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Bình thường nay Nguyễn Tuấn Tú sẽ thi đấu từ trận đầu. Đúng vậy, đây là trận đầu tiên anh chơi ngay từ đầu sau khi bị chấn thương. Dừng đây! Hút! Wow! Hoan hô Tuấn Tú! Một mình anh đã ghi được 30 điểm rồi. Anh thật là tuyệt vời, anh đã lập nên một kỷ lục mới. Trời ơi! Mới có nửa chưa hết nửa trận mà nó 30 điểm. Hết trận thì nó bao nhiêu điểm đây? Trời ơi, tôi nhức cái đầu quá. Mày núp cái gì? Mày lo mày kiếm tiền mày trả cho người ta đi. Trời ơi, núp cái gì ba cũng thấy nữa hả? Thấy hả? Mày lo mày xong mày ra dạ. Khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao. Đi liền, con đi liền quá. Mày hả? Ở nhà. Ê, ông. Rồi, Nguyễn Tuấn Tú quay lại ấn tượng ghê không? Vậy là lần này bầu trời bốn đội Việt Nam á hả, có thêm một gì sao mới rồi nha. Kết quả sao là tỷ số nhiêu vậy? Anh chàng Tuấn Tú này hả, thi đấu hả, còn chơi thì cả thật giờ luôn á ông. Một mình anh ta hả mà ghi 63 điểm luôn đó. Cái gì? 63 điểm? 63 điểm luôn. Ờ, anh này hay thiệt á hả? Đúng rồi, anh hay thiệt luôn á. Chết thiệt rồi. Làm chị à? Tạm thời ba sẽ đi xa một thời nhé. Còn nhớ ở nhà phải lên nghe lời mẹ và học hành siêng năng. Không được ăn nhiều thịt sườn quá đó. Thời gian ba quay về nhà có lẽ sẽ trễ hơn nhiều so với dự tính. Làm chi hả? Ráng giữ sức khỏe nha con. Người cha tội nghiệp của con.